Ok, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lắp cái tủ đựng dài tự lắp đặt. Thì ngay cả xì tin đen cũng có thể lắp được luôn. Nói chứ mẹ xì tin đen lắp được luôn. Đây, cái tủ đựng dài. Thì mình đặt hàng trên những cái sàn thương mại điện tử. Đó. Người mẹ bỉm sữa thì cũng có thể là lắp được luôn nha. Rất là dễ dàng lắp đặt. Kìa, đóng phụ ra, hên là gì? Bữa nay là có đóng phụ ấy, lấy cây bự rồi. Này nó vô khớp, nó có miếng khớp sẵn rồi trời. Chúng ta cần có một bộ khoan nha. Bộ khoan thì mình đã review video trước á. Em có đặt hàng hay có link đặt hàng luôn. Cần một bộ khoan đầy đủ ốc dít như thế này thì chúng ta sẽ làm được. Nó sẽ ok ha. Rồi nếu mà nhà có búa thì tốt, còn không có búa thì giống như mình tận dụng những cái của ô tô, những cái móc kéo của ô tô nè, hoặc là những cái của xe máy, những cái kìm, những cái vít nè, tận dụng. Đi lại khiên đầu nè, đi vận động đi, đi. Dài sau khi gấp xong thì chúng ta sẽ khiêng đi. Đi. Tài đây. Tới. Có một tay. Rồi. Tới đây. Tủ đi dài thì để đây. Tủ này cũng khá dễ ráp cho mọi người, tại vì có ốc lỗ sẵn rồi. Đó nên mình không có quay video lắp đặt. Thì cái này nãy giờ mình bắt làm việc á thì mình lắp luôn. Thì nói chung là cái này à tin đang để vô liền. Này thì có video hướng dẫn lắp đặt, nó cũng khá đơn giản nên mình không có quay video lắp đặt giống những cái trước. Mọi người ai đặt tủ thì mình hay đặt cũng khá là ok đó. Đi dép cho lên. Dép cho ngoài. Ủa? Dép cho dài vô. Vừa không? Vừa mà. Dưới tủ. Rồi còn đôi nữa một chút. Rồi, ngon lành, trùng với màu gỗ luôn. Màu cửa. Âu. 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 Link mua sản phẩm mình sẽ đính kèm với mô tả bình luận nghiêm ha. Mọi người có thể mua về tự lắp. Thì nhận hàng thì video trước mình nhận hàng rồi đó. Nhận hàng thì cũng khá là dễ. Giao hàng giao tận nơi rồi. Xuống dưới lấy thì dễ lắp thôi. Nhưng mà cái khó là mình chuẩn bị một cái bộ khoan và một cái bộ khoan thì là chuẩn nhất rồi. Một cái búa. Ở đây chúng ta làm. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.